Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành chỉ thị số 15 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo đồng thuận trong nhân dân để tháo gỡ nút thắt về tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp. Phóng sự được thực hiện tại huyện Ân Thi, địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trong thời gian qua. Dù 1,3 mẫu đất nông nghiệp đã chuyển đổi sang làm trang trại VAC, đang cho thu nhập khá, nhưng ngay khi biết chủ trương của nhà nước về thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, gia đình ông Đình cũng như nhiều hộ dân khác ở thôn Cô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi đồng thuận ngay và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Chính nhờ sự đồng thuận của nhân dân mà hạ tầng khu công nghiệp được triển khai nhanh chóng. Anh em chúng tôi vận động, không những gia đình chúng tôi và cả dân làng đều phấn khởi là bàn giao kịp thời cho nhà nước. Hơn một năm qua, xã Quảng Lãng đã sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 200 hecta, chiếm hơn một nửa tổng diện tích đất nông nghiệp của xã, để bàn giao cho các doanh nghiệp triển khai dự án như khu công nghiệp số 5, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, mở rộng nút giao đường nối hai cao tốc, diện mạo về các khu cụm công nghiệp hiện đại cùng những trục giao thông lớn đang dần hiện lên tại địa phương. Trong đó có vai trò to lớn của nhân dân đã nhường đất để thực hiện dự án. Khu công nghiệp là nhanh chóng vào vận hành để đưa các nhà máy vào để tạo công ăn việc làm và cho người dân, để nâng cao cái đời sống cho người dân. Thế xong thì khi khu công nghiệp vào vận hành, các nhà máy vào hoạt động thì cũng rất là mong khu công nghiệp rồi các cái nhà máy là quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường. Với cách làm công khai, minh bạch, từ công khai diện tích thu hồi và công khai về số tiền đền bù từng hộ, minh bạch về chính sách đền bù và hỗ trợ, Hưng Yên đã tạo ra cuộc cách mạng về giải phóng mặt bằng, tháo gỡ được điểm nghẽn về tiếp cận đất đai mà doanh nghiệp hay gặp phải khi vào đầu tư. Chỉ tính riêng năm 2022, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được hơn 1.000 hecta diện tích khu cụm công nghiệp, trong đó huyện Ân Thi chiếm hơn non nửa diện tích. Xác định quan điểm là huyện Ân Thi cùng đồng hành với nhà đầu tư thì tập trung phối hợp, làm tốt công tác phối hợp và triển khai đến cấp ủy chính quyền, các đoàn thể của địa phương và các phòng ngành tham mưu tổ chức thực hiện tốt cái công tác kê khai kiểm đếm. Thì trong thời gian vừa qua thì các dự án đã được triển khai và tổ chức thực hiện giải phóng bằng đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Định hướng quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển thêm nhiều khu cụm công nghiệp mới được bố trí theo 5 hướng tuyến chính. Một là theo trục đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường nối hai cao tốc. Hai là theo trục đường nối quốc lộ 5. Ba là theo trục nối quốc lộ 5 với cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Bốn là theo trục đường tỉnh 378 kết nối với cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Năm là theo trục đường Tân Phúc Mọng Phan.